Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái ấp 5 này là nó là một ấp đối diện với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm luôn anh chị ha. Và nó có con đường tạo lực đi qua, và nó có con đường sắt của thằng Bình Phước đi qua luôn. Đi qua luôn anh chị ha. Thì từ vị trí tôi đang đứng ra quốc lộ 14 thì khoảng chừng 800-900 mét thôi. Đi theo hướng này nhé. Toàn bộ cái con đường này này. Đó, con đường màu cỏ xanh xanh này này đều là hiển thị đường trên sổ hết nha chị ha. Vừa tôi xem sổ rồi, tôi xem sổ đất rồi anh chị ha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất có 500 mét mặt đường, 500 mét mặt đường hiển thị trên sổ, 500 mét mặt đường hiển thị trên sổ, 2 mẫu 8 là cái miếng đất cao su có cái máng màu trắng này. Có cái máng màu trắng này anh chị ha. Tôi chỉnh camera lại. Đó, cái màu trắng này. Bắt đầu từ đây. Nó bắt đầu từ đây. Từ đây hất về. Cứ đi theo đường này ra là quốc lộ 14. Ra quốc lộ 14 là khoảng 800 mét. Anh chị nhá, anh chị ha. Đấy, máng trắng là của 2 mẫu 8, còn máng xanh là của hàng xóm. Còn con đường này lại đi thẳng ra quốc lộ 14 luôn. Tuy nhiên thì nhà nước người ta mới làm đến cái đầu đất nhà ông này thôi. Đầu đất nhà ông này thôi thì chút nữa tôi sẽ quay xe từ đây, chạy xe từ đây ra ngoài quốc lộ 14 cho anh chị xem. Thì từ đây, tôi nhắc lại nha. Từ đây ra quốc lộ 14 800 mét, từ đây ra tạo lực một cây số. Từ đây về Ủy ban Nhân dân Đồng Tâm khoảng một cây rưỡi số anh chị ha. Rồi từ đây về thành phố Đồng Xoài là hết khoảng 17 cây số. Về Phú Giáo Bình Dương hết khoảng chừng 75 cây. Về Vĩnh Cửu Đồng Nai thì hết khoảng 80 cây. Về thành phố Hồ Chí Minh thì hết khoảng 130 cây anh chị ha. Bắt đầu nó từ đây nhá. Phần này tôi đang đứng ở phần đuôi đất anh chị nhá. Đấy, bắt đầu từ đây chạy ra ngoài đường bê tông. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhé, đất anh chị đang xem đây là toàn bộ người ta trồng cao su, có hiển thị trên sổ là 500 mét mặt đường, cực kỳ nhiều mặt đường anh chị nhé, 2 mẫu 8 mà tận 500 mét mặt đường hiển thị trên sổ. Thật ra cái con đường này anh chị chỉ cần cho xe bang vào thôi, đó, anh chị gạt khoảng 1-2 lam là nhìn nó đẹp liền. Đấy, anh chị nào mà mua mà muốn thi công vét đường rồi san lấp đường. Đấy, rồi đổ nhựa, đổ bê tông gì đó thì chúng tôi thi công luôn anh chị nhé, báo giá cho anh chị luôn. Đấy, và sau đất này nó có hiển thị một góc của đường sắt Bình Phước. Cái đường sắt Bình Phước này nó nối dài từ trên huyện Bù Đốp ấy, rồi nó xuống xã Đồng Tâm, rồi nó xuống xã Tân Phước, rồi nó xuống xã Tân Hưng, rồi nó xuống xã Tân xuống xã Tân 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 Hưng, rồi là Tiến Hưng, tuyến hướng của thành phố Đồng Xoài, rồi lại bọc về chân thành. Đấy, cái đường con đường sắt đó thì con đường sắt đó nó chạy ngay sau đất nhà ông này, ở trên sổ nó hiển thị luôn anh chị nhá. Đấy, còn đây là mặt trước thì nó hiển thị đường là 500 mét mặt đường. Đất thì cũng tương đối là bằng phẳng. Cái này thì để làm mặt bằng thì rất là dễ, chẳng có gì lạ. Đó. Bắt đầu từ đấy anh chị ha. Đó. Rồi. Đó, đi thẳng ra thì bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài kia. Nhà ông này đăng ký 2000 thổ cư rồi anh chị nhá. 2000 thổ cư ha. Đó, 2000 thổ cư anh chị nhá. Hôm nay thì ông chủ đất ông ấy đưa tôi đi, cái ông mà có cái xe màu đỏ này này. Đó, ông này ông chủ đất nhá. Đó. Từ đây ra quốc lộ 14 tôi nhắc lại 800 mét thôi anh chị nhá. Chú quay dùng con cái xe. Tôi nhờ chú này quay dùng tôi cái xe. Ông này ông chủ đất này ông hay coi YouTube của tôi lắm này. Nhưng mà rất tiếc là ông không mua được đất của tôi, ông nên ông mua ấy. Lên mua miếng này, bây giờ ông ấy bán lại, nhưng mua lâu rồi nên là bây giờ ông bán lại cái giá cũng rất tốt chứ không có cao đâu. Để con chạy đó, để con chạy chú ngồi nhờ xe anh kia chạy một mình thì nó dễ hơn. Rồi, xin lỗi chị nhá, bây giờ tôi ngồi xe tôi chạy rồi, bắt đầu từ đây nhá. Rồi, cứ máng trắng là của cái miếng 2 mẫu 8 này. Đường sau nó có đường sắt Bình Phước nhá. Đường trước là nó hiển thị 500 mét mặt đường. Ông nào mà muốn phân xào phân nền thì cái miếng này là tuyệt vời này, vì mặt đường nó nhiều. Đó. Mặt đường nó nhiều và làm mặt bằng thì cũng dễ lắm, không có gì cả. Không có gì khó khăn cả. Chị nhá. Đó. Đó, đoạn này thì người ta đấy, như vừa tôi có chia sẻ với anh chị chỉ cần gạt 1-2 lam thôi là nhìn nó khác liền. Đấy, đoạn này nó khác liền này. Ha. Đó. Đây này, người ta gạt này. Đường này hiển thị hết đấy, người ta mới gạt đấy, chị ha. Đó, người ta gạt
Đoạn này vẫn là phần của 2218 anh chị nhá. Đây tôi quay lại. Đó, nhìn thấy không ạ? Đất thì tương đối bằng phẳng, cái này mình làm mặt bằng sơ. Không hết. Cái này làm kho xưởng cũng được. Đó, trên đất này cũng làm cái chòi tạm. Đây, hai bên nhá. Chỗ này là hai bên này. Đúng không anh? Đâu rồi? Hai bên nhá. Chỗ này là hai bên. Cứ cái máng trắng là của cái 219 này, 218 này. Đấy, còn cái máng xanh là của người ta. Đó, tôi quay lại này. Chỗ này là hai bên này. Đó, anh chị ha. Đó. Tỷ trên số 500m là đường nhiều đấy anh chị ạ, chứ không ít đâu nha. Ủa hình à đến đây. Anh hình như cái đường tạo lực nó chạy qua vườn nhà ông này hả? Ông này không nghe. Cái đường tạo lực hình như nó chạy ngay cái đuôi vườn nhà ông này này. Đó, hồi trước tôi có bán cái vườn bên đó, tôi quay mà cách đây cả năm trời nên tôi quên. Ở dưới đó anh chị ạ. Đó, rồi, bắt đầu từ đây nhá. Từ cái ngón tay tôi chỉ này. Đó, tôi chạy xe ra đây một chút. Đây, tôi chạy xe ra đây chút này. Đó. Chị ạ, bên vườn điều này là của hàng xóm. Còn bên này là của 218 này anh chị nhá. 218 này, 500m mặt đường, đăng ký 2000m thổ cư và đằng sau nó có hiển thị đường sắt Bình Phước đấy. Rồi, bây giờ mình ra quốc lộ 14 nhá. Đấy, đường này của nhà nước hết anh chị ha. Thế vườn này bây giờ nó đòi mắc quá. Đường này có ít hơn của nhà ông ấy nhiều lắm, có 2 hết thôi mà người ta đòi tận 13 tỷ là quá mắc. Đó, vì cái đất này tôi bán qua một lần rồi nên là giờ chủ sau người ta bán mắc lắm. Tôi nhớ không lầm là có đường tạo lực trên cái đất này. Đó. Rồi, bắt đầu đường bê tông làm đến đây. Đó, bây giờ mình ra quốc lộ 14 ha. Đó, cái đường trước đất của mình là đường này nhá. Đó, anh chị nhá. Đó, nó đi bọc hết đất luôn. Dân cư thì người ta sinh sống hai ven đường này. Chị nhá. Tôi nói cách tạo được một cây chắc không tới một cây chị nhá. Trước mặt anh chị là có một cái nhà xưởng rất là lớn. Trước mặt anh chị là quốc lộ 14 luôn rồi đó. Quay đường bê tông này là đến quốc lộ 14. Đây là đường điện 500kV này. Dưới đường điện 500kV là có một con xưởng gỗ này. Chị ha. Tôi chỉnh lại cho nó nét. Đó anh chị ha. Đó, đây là con đường bê tông liên xã này. Đường này ra quốc lộ 14 này. Đường này cũng ra quốc lộ 14 được. Đường này vào đất này chị nhá. Ở trong này rất là nhiều dân nên người ta mắc điện, mắc wifi vào đất người ta. Rồi, bây giờ thì tôi cùng anh chị ra quốc lộ 14. Đối diện cái đường này là cây xăng anh chị ha. Xưởng gỗ này tên là xưởng gỗ Đồng Tâm anh chị nhá. Xưởng gỗ Đồng Tâm nhá. Đối diện cây xăng Hỷ Dung là cái đường đi vào cái miếng 219 này. 219 này anh chị ha. Rồi. Anh chị đi hướng này về thành phố Đồng Xoài thì khoảng 17 cây số nữa. Về Phú Giáo Bình Dương thì khoảng 75 cây. Về Vĩnh Cửu Đồng Nai khoảng 80 cây, về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 cây số anh chị nhá. Đó. Rồi, mình quay lại đây thì cái chỗ khúc cua đó, mấy xe máy đang chạy đó là Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Rồi đầu đường tạo lực luôn anh chị ha, cây số 17 anh chị nhá. Rồi đi Đắk Nông, đi các tỉnh Tây Nguyên anh chị nhá. Đó, còn đây là đường vào đất này. Đó. Rồi, cái đất anh chị đang xem ở đây là có 2,8 hectare, 500m mặt đường. Ông chủ này ông đã đăng ký là 2000m thổ cư.
2000 mét thổ cư, đường sau thì có hiển thị con đường sắt của Bình Phước nó chạy qua anh chị nhá, như đầu video tôi có chia sẻ. Thì cái giá bán của ông này ông ấy đang bán là 11 tỷ anh chị ha. Còn đắt rẻ hay không thì mình cứ lên xem đất mình thương lượng với người ta. Đấy, chúng tôi thì luôn luôn muốn mang tới đến những cái sản phẩm tốt cho quý anh chị khách hàng. Còn đắt hay rẻ thì nó có cái giá của từng miếng đất, của từng vị trí và của từng địa phương anh chị nhá. Đắt quá thì mình không mua. À, mình đi tìm miếng khác anh chị ha, thông qua những sản phẩm, những video của đơn vị chúng tôi anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.